Vận đào hoa tới rồi, thời tới cả không kịp đâu. Chúc mừng em. Mày cứ nói linh tinh. Này, tao mà nói sai ấy thì tao đi đầu xuống đất. Thằng Dũng như mình nó đẹp trai ngời ngời như này, các bà các cô trở mê quá ấy. Chị nào mà ế chồng nhá, chả muốn hốt vội về làm của riêng. Anh, mày cứ nói kiểu thối mồm đi à? Thì không phải ai cũng thế. Nhưng xã hội ngoài kia thiếu gì? Ai có tật gì giật mình thôi. Dũng, ra đâu? Không. Tuy thằng Dũng nó không một cách cương quyết như thế, nhưng nó ở thế bị động. Quả kia mới là chủ động. Chính bà ấy là người chúc say thằng Dũng tối qua chứ ai. Mục đích để làm gì biết không? Tao không nói ra ấy thì mày cũng sẽ tưởng tượng ra một kết quả quá là rã rời. Còn mày mà không nghĩ ra ấy thì mày là một thằng ngu. À, con gái quyết định nối nghiệp bố rồi đúng không? Sao chị lại nói thế? Em mời chị. Tôi xin. Thì dạo này tôi thấy nó ở nhà, đoán là ở nhà bố nó lấy chồng cho. Chứ lâu nay ấy, xem tivi tôi có thấy nó thi đấu có đoạt huy chương gì đâu. Nghề nào chả có lúc này lúc kia. Thi đấu thể thao lúc thắng lúc thua là chuyện bình thường mà chị. Nhưng mà chị nghe nói là cái nghề này tuổi nghề nó ngắn lắm. Con gái thì có thì. Chị bảo nhá, chị có đứa cháu khá lắm, nó có nhà có xe, để chị giới thiệu cho cái Đông. Còn nhà em nó không thích mai mối đâu chị ạ. 23 tuổi rồi còn ít gì đâu, ngoảnh đi ngoảnh lại là 30. Lại thành quá lứa lỡ thì nó còn trẻ lại có nhan sắc, lò sớm đi thì còn được mối tốt. Thằng cháu chị có tiệm cà phê trên phố, làm ăn phát đạt lắm. Cái Đông mà lấy nó về làm quản lý luôn, cần gì phải đi làm nhà nước. Còn nhà em ấy, nó chỉ thích làm vận động viên đấu kiếm thôi. Ờ, không ý định đổi nghề đâu. Là vận động viên ý mà không được thi đấu giải này giải kia, không đoạt huy chương vàng thì có khác gì thất nghiệp đâu hả chú. Cậu đang định tôi giống như các khách hàng thông thường rồi đây. Tôi là dân kinh doanh, tiền bạc rất chặt chẽ. Dạ, không những chặt chẽ mà còn tỉnh táo nữa. Nhưng em tin rằng chị biết mình nên đầu tư vào đâu. Cái gì cần chi thì mình sẽ không tiếc, nhưng sẽ tiết kiệm từng đồng nếu thấy lãng phí hoặc không phù hợp. À Đông đảm bảo sẽ cung cấp cho chị những sản phẩm cao cấp với mức giá cực kỳ cạnh tranh ạ. Nói gì thì nói, vẫn phải chèn quảng cáo bán sản phẩm. Dạ, việc mua hay không là sự lựa chọn của khách hàng. Bọn em chỉ bán những thứ mà khách hàng cảm thấy hài lòng thôi ạ. Chị em ạ. Lúc ở dưới sảnh, em thấy có một cây điều hòa đang che bức tranh hoa hồng của chị. Em nghĩ nếu lắp đặt hệ thống âm trần thì chắc chắn khách hàng sẽ cảm nhận được trọn vẹn và hiểu được sự tinh tế của người chủ bức tranh ạ. Tôi rất thích cách làm việc của cậu, tận tụy, chi tiết. Tôi sẽ dành thời gian để nghiên cứu sản phẩm của A Đông. Dạ, em cảm ơn chị ạ.